Mừng dạo hà lào tâm án á, pro hát tờ bình áp trọng tân lâm khuôn xì linh trà lâm đồng. Ung diệp văn tảo, rú hát kêu cà phê, biết hô đi lòng phần phần à, phun làm dạo án âm tà kêu bà, yêu dạo bốt sàng phụ lầy, tựa làm bình áp tân át nì. Mà dạ, hà tươi làm lù thùn, bà kà cà phê hà rai sai thả phun, phần phần à bèr, làm tự nần, tờ lầy lục ngạn, trà bắc giang cư ung. Phun bãi hà rai say hô bơi mà rai phần phần nạc lòng. Phun ảnh niên hát tờ ung tảo, tờ mà tờ ảnh ít hoàn sư nâng, trúc tờ ảnh ít stua kiểu bà. Bơi kiểu vãi stua tờ phun cập hề, biết hô đi lòng phần phần nạc bất sàng. Thun tuột bố sức lúc mà, ung hô tờ mà có xa vãn ác tân ác cập hề, biết hô bà bà tù kiểu vãi u hồng. Phụ hồ bơi xanh ta kêu bà phô, mà rai ngã làm sạp nát tân ná lào thầy, kết bà gàm sờ kêu cà phê, ngã ta ung, tâm u xít kèl kè. Mà dà, tân ná hiyo bú hô, anh hò nàn tờ ní hiyo triang tờ dùng, làm ní bà, hà tươi kê chết là mà thùn hù rà chăng. Rà nọ lào tờ phùn bãi, hù sùi mắt mà rai, bà gàm kê chết sùi chú tấn, chà bà bây kê chết lào bút là mà tờ mừng đồng. Mỗi hộ mỗi người có một cái nhận định khác, có người thì cây bơ, người cây sầu riêng, nhưng mà cái đặc trùng của dạ rằng hồ xã nấu ngá đi lòng cam sầm ta kiểu là cây cứu tờ tây nguyên min cứ nêm là phun cà phê mía yu trời chữ bú phun cà phê tu pini bú hô kéo tọ tờ phần pina tờ ní đi lòng tra ở lào vứ tờ ghép lầy trời là cái hà chàr bắc giang min kêu bãi tựa hồ đi lòng phần pina lòng lào bgam sa char đắk lắc cu nhu sna hu đi lòng chưa cu yo nan trai hu trai char ta ani pla charam bgam sa phun ka phe ha tei lam klau thun trai hu cha pra ka phe pe hu phun bai đi lòng siam lao đêm yo phun phan mừng phun bai hu lòng ka che ma tru chu bang ka phe min ta no nga sưng priya pyai nga pal bu lu nan kri ya bo khar pam rai lòng lao bgam sa ka phe. Phụ nội của mang tờ gà bãi cửa ung tảo là tụ thân này bãi hồ xá, bởi mắc mà này xâm hạt lào sức mà này, phun bãi trường hồ bà tờ gác chạc Đắk Lắk. Dừng xâm hạt lào sập làn, bãi hồ bà tờ dạo chạc gác bác. Phụ nội này ngã tờ bố hát sư mắc bãi dô buồn lào. Chà tờ ảnh hình này sẽ đạo trường đơn rình. Hà lào tờ dạo bố hát phần phần hà bàm rầy. Ung táo hồ tre chà bất hình nàng anh bà vãi đi sập bồ năm tù kiều làm sập nát tana là xà chết chú chà tôi ung táo bà vãi vô bút cà kẹ đầy bút hi hát lù bùng bia bài ngã sừng anh hi trời hồ tháo rầy làm dạo nó là nà ra chàng bà gầm sờ tana vãi vô bình nì dạo thôn ung kia lì hát chết bút là mà tâm hình đồng bia bơi phần tháo sừng chân nào tòa chữ bút làm dạo ấn đạo nàn tụ hồ bởi bãi tờ ấn hít địch lòng phần bình à bốt sàng tờ các nền oan bởi ta kiểu bà nì trúc xa lưu bà gà cử dạo bốt sàng của lầy cây ung tảo hồ trê chờ tờ ấn hít bởi thàn xưng ấn hít bồn bà biết hồ cậu gần làm từ làm lầy hồ chế sờ bùng bà hát bà bãi xem lào bình nì ấn hít phần bình à cử bốt sàng ung tảo chân hồ lầy đâm lòng là bốt hạt xưng ngã bần nàng gà bãi cờ ủng đã hù chân xa anh ít trúc cho anh quang cừu đầm cờ lù bốt sàng vui play bà gàm sợ anh ít buồn sừng buồn ngã ta mừng làm cho anh ta kêu bà phào nì thì qua cái mô hình của anh Diệp Văn Tảo ở thôn 2 thôn Lâm thì gia đình chúng tôi cũng bước sang phù trời hồ trồn cho ở quang sang ai tảo chứ bốc khá phần bình ạc lòng, mình bốc sang hôm cụ đàm xứng ngã tuổi. Bốc sang trời hồ chá bạ xào cà phê, biết hồ bà bẻ ái. Thôn hà lào, nên bốc sang tựa hôm cụ đàm hứa làm dạo án hậu ngã án ở chẳng, biết ngã hiệu bà mày bốc khá. Cô ở tây nì, râu bà từng bà xem nhiều sang xa ai tạo, mình hồ bà án hóc tọp xài cụ khăn cây, biết xứng cứu địa lòng phần bình ạc. Mô hình trồng vải này thì là của nhà hộ nhà ông Tảo
cho nên là cái Anh diện là tích bãi sang ung của tảo làm sạp nát tân há nó cũng xà chết chú chà. cho Ngã là chương bước hà là phần hơn bình lòng. Vùng phần tư mà kỳ đạt bia hiệu quả làm dạo tiếp thùn theo xà tá lắc bia. và là cũng đã Tờ được gác rùi mạng nói mây chung bước là hà bình quân mình hàng bước năm sang ung. thì cho Tựa thu hồ nhập bập trong năm lầy thì làm dạo cây dầu ăn hạ. Tờ tính dạo cụ theo giá cằn bụt thị trường lầy chương thì hồ từ bớt nàng. 50 đến 60 Anh nghìn hình nì cho là bà tổng gầm sờ dạo anh thu nhập hâm thu nhập tà sùi má thì ngoài việc làm á, dạo thùn ở lào xà tá lắc sản xuất bà Trường Hồ làm quả dạo bụt thì trời, á, là làm khu bánh rừng là trồng còn chọa là hoàng, xưng bà đang nuôi trừ, các cái giống qua phần phần tiếp à, theo là lòng các cái lào. giống và đặc biệt nữa là Bên khu này rừng Trường này Hồ làm dạo thì bụt nó tiếp lầy làm bánh theo trồng thì chọa được hoàng, các bà hãng trừ, sản phẩm min phần phần bưởi à, đã bà đưa mày ra lòng sản xuất lào. và là cũng đã là Lầy Hồ trồng Tông rừng Prey bốc và cũng sang đạt rắp quả đạt ả, biết ba theo và nàn hiện tại chạc lòng, đơn thì rinh tờ phần phần UNDAP à. Bà anh áo Prey phun cũng đã bãi tạo địa điều kiện lòng, là bức có một nàng, trường hợp tông phun là đăng lầy, ký cái bà sản anh phẩm áo địa tại đây lòng là phần có phần kết à, đơn rinh là lào. OK. Ta bó ngã hiệu lầy, tờ anh ít bà mày, tờ kiểu bà bùi bầy, gác chà bác giàng, chương xàm tà kiểu bà, ngã âm đà, làm vỡ nắc khuôn xì linh chà lâm đồng. Bó khá này, hồ tư bia mừng anh ít buồn xin nâng xâm hà, anh ít buồn ngã, buồn xin nâng cử bùi bầy, là Diệp Văn Tảo, tờ hồ bà anh áo ngã bà nàn, prong lưu làm dạo bùi bầy gầy. Bà gàm xa anh ít ngã bà nàng, mình bà trong tân lâm, tờ hồ bà anh áo, dạo thôn Không hà biết cái tươi, nước này đi bây về cái dầu vãi rai là xài hổ nít tựa tường, thế nhưng xưng mà bây đêm giờ tư cái phía nước này trường, là cái dạm ta phần bình cây nào à, mới là cây tông kẹp phụt bò lầy choang tư mà bà sản ngã xuất đà. cái hiệu quả nó được thì bị kém thế mình phải